Ma Di Đà Mi. Con xin văn giữ đều học là cội tránh xa sự sắc sanh. A Đinh Na Đa Na Quê Ra Ma Ni Sikha Ba Đăng Sa Ma Di Đà Mi. Con xin văn giữ đều học là cội tránh xa sự trộm cắp. Ca Mê Su Mi Cha Cha Ra Quê Ra Ma Ni Sikha Ba Đăng Sa Ma Di Đà Mi. Con xin văn giữ đều học là cội tránh xa sự tà hạnh. Musa Wada Quê Ra Ma Ni Sikha Ba Đăng Sa Ma Di Đà Mi. Con văn giữ đều học là cội tránh xa sự nói dối. Sura Me Raya Ma Cha Ba Ma Đa Tha Na Quê Ra Ma Ni Sikha Ba Đăng Sa Ma Di Đà Mi. Con xin văn giữ đều học là cội tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất xa. Imani pancasika badani satukang tatuang bamadena nicakarang samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra mới dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A Ma Phần Tê Dạ Xin Văn Sì Lê Na Su Gà Tinh Doan Thị Sì Lê Na Phu Cá Sâm Bác Đài Sì Lê Na Nê Phu Tinh Doan Thị Tà Sâm Mai Sì Lăng Quỷ Sô Tha Dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng như dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như dự giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng như dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Ôi hằng bà đa văn sùm qua ruột ta măng bút thê a lại Phật. Dạ con xin sám hối, con tưởng ngài đọc xong rồi. Dạ con xin sám hối. Utta mang ghe na quan đề hằng ba đa ban sum qua ruột ta mang bút thể vô kali tô đô so bút thô kama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ. Cứ bị mất internet chúng sẽ thư nạp lại. Utta mang ghe na quan đề hằng ba đa ban sum qua ruột ta mang bút thề vô kali tô đô so bút thô kama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính na cúi đầu làm lễ vi trần giữ chân đức Phật là đẳng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Utta mang ghe na quan đề hằng tham manh cha đu quyết tham qua rằng tham mê vô kali tô đô so tham mô kama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Utta mang ghe na quan đề hằng sằng khăng cha đu quy thô ta mang sằng khê vô kali tô đô so sằng khô kama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo,
cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con kính thỉnh ngài chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con trong ngày hôm nay để cho trọn được cái phước. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devatai sabba buddhai nupave na sada sothi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devatai sabba dhamma nupave na sada sothi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devatai sabba sanghai nupave na sada sothi bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu mong chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Sua tha la tho su tu bồ ru na ho bồ tát sa sa ne ro go su bi tu hoi sa sa be nha chi phi sa tha la tha su bi ta bồ ru na ha bồ tát sa sa ne ro ga su bi ta hoi sa sa be nha chi phi te tha la tha su bi ta bồ ru na ha bồ tát sa sa ne ro ga su bi ta hoi tha sa sa be thị nhà thị phi cầu mong cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiền tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu sa thu lành thay. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu sasanang. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu rakkhake. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika bồ nhận nô á nô mô đăng tu chi đăng rắc khăn tu nha ta vô a ca sa tha cha bùm ma tha đề hoa na ga ma hi thiết ca bồ nhận nô á nô mô đăng tu chi đăng rắc khăn tu ba ni nô a ca sa tha cha bùm ma tha đề hoa na ga ma hi thiết ca bồ nhận nô á nô mô đăng tu chi đăng ra khăn tu Nô Sa Đa. Chư thiên ngữ trên hư không đi cầu thượng ngữ rõ thông mỗi đều. Long Vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bác thầy tổ an vui lâu dài. Quyển thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Dân kinh chi cu sa la cầm măng ca ta băng ki đi dân ma ma ca ye na hoa cha ma na se ti đa se su ga tăng ca tăng. Ye sát ta sai ni no a thi ye sát ta sai ni no ca tăng buôn nhập pha lăng mây ăn sắp bê pa ghi pa quanh tu tê ye tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng buôn nhập pha lăng mây ya ye cha tát tha na na ya năng ti đa qua gan toa ni quê đa dùm sắp bê lô ca hi ye sát ta chi quanh ta ha ra he tu ca ma nu nhang pho cha năng sắp bê la phan tu ma ma ye sa ti vừa căn con đã tạo thành võ thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng cũng trời đau lời thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bất trời vô tướng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ngải chưa rõ lời cầu
xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rày lại đêm hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca càng bởi nhờ thọ thực sanh năng măng trường diễn thâu phước bao cung dường hỏa thành thực phẩm mũi hương thỏa lòng ý đăng vô nhà tỳ năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ ý đăng vô nhà tỳ năng hồ tu khi tà hồn tu nhà ta dồ ý đăng vô nhà tỳ năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc khẩn y đằng qua vô buồn nhằn đà nằng à sa quát kha già quá hằng hồ tú xin cho sự phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ nam mô Bụt Tha giá. Dạ con cũng thấy vừa phải lẽ rồi thì trong lúc tụng kinh Tam Bảo nhưng mà cũng bị internet cho con cũng chập giật cái mic của ngài, con xin muôn lần coi như là sám hối với ngài và con cũng không quên là đại diện cho tất cả Phật tử là con kính cảm ơn ngài đã thay mặt cho đại đức tăng chứng minh cho chúng con tụng Tam Bảo. Ngài đã truyền tam quy và ngũ giới đến nhà hàng Phật tử chúng con và cũng con rất là tri ân ngài luôn luôn chúng con muốn cho ngài có sức khỏe an khang. Nam mô Bụt Tha giá và các phần phước thanh cao này xin chia đều cho tất cả Phật tử trong trùm. Dạ nam mô Bụt Tha giá, con xin nhường mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Tha giá. Kính lễ chư tôn Thiền Đức Tăng, trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiền nam, chư thiền nữ. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Nam mô Tát Sa Phật Cổ Tô Sa. Nam mô Tát Sa Phật Tô A La Hán Tô Samma Đà Sa. Nam Phật Cổ Tô A La Hán Tô Samma sám Phật Đà Sa. Đã lễ Thế Tôn và biến triệu có nguyện thân làm lành nên giữ lời quần cuối đầu để Đức Thế Tôn trì dường thân tâm thường thanh tịnh làm lời quần sinh cuối đầu để lễ bậc cúng dường tâm thường thanh tịnh làm lành nên giữ lời quần sinh. Tăng Araha đi con chẳng im mê hi sakare mê hi apipum chết gia mi đến Phật nhiệm mộng thầy đức thiện thầy cao dày bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm vô thượng sĩ pháp thân tình diệu u điều ngự độ thất sanh thiên nhân sư đấng cha lành Phật đà toàn giả.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh thấy ngài rất mít nợ nên Nhật Quỳnh xin phép được cầm mít ạ. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào chị Metta, mến chào Thiền Vũ, mến chào Thi Na, mến chào Thi An Lạc, kính chào Tầm Uy, mến chào Xích Kim Nhung, mến chào Chị Cá Mùa Xuân, mến chào Xích Hồng Mai, mến chào Xích Hạnh Kiểm, mến chào Xích Tâm Phương, kính chào Xích Kim. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, kính chào Quỳnh Phước Sang. Dạ, Nhật Quỳnh nghe ngài gọi Quỳnh đi, Nhật Quỳnh gọi theo, nên không biết có sai không thì xin cái nick Phước Sang có thể cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh sửa. Dạ, mến chào Sức Men. Dạ, quý vị, để Nhật Quỳnh coi thử con ngài có ơn đại được không. Rồi, kỳ này là mất mạng rồi, quý vị ơi. Không phải rớt nát không mà mất mạng rồi. Dạ, vậy bây giờ đạo tràng chúng ta làm sao đây? Dạ, trong khi chờ đợi ngài. Dạ, có vị nào có muốn cầm mít không ạ? Dạ, có vị nào có muốn cầm mít trong khi chờ đợi ngài không? Thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh sẽ nhường mít ạ. Tâm Phương nghe Nhật Quỳnh cũng vậy hả? Dạ. Dạ, con thấy ngài đã vào rung rồi, con kính dâng mít đến ngài à. Alo, 123 123, quý vị nghe âm thanh rõ không? Dạ, xà tu. À, quý vị thông cảm ha. À, Việt Nam cũng mưa gió. Hôm qua thì thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn, quý vị biết mưa đá rất là lớn, rớt xuống cục bự bự không à. Chắc Sài Gòn với Đồng Nai cũng gần, cho nên cái đường truyền cũng bị ảnh hưởng. Thì thôi, chúng ta sinh hoạt được thời gian nào thì hay thời gian đó. Quý vị quan hỷ ha. Rồi, xin thông qua cái vấn đề tán dương ân đức Tam Bảo. Bởi vì nó rớt mạng đỡ, chứ nếu mà mất mạng thì coi như xong ngay. Khi nãy Sít Tâm Phương, alo còn lại không? Thì Tâm Phương trong một phần cuối cùng, cái phần hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc, đọc rất là chuẩn, rất là rõ. Và chính cái vấn đề đó mà hôm nay cũng là một cái ngày mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ trong cái ngày rằm tháng 7. Việt Nam thì đã qua một ngày rồi, nhưng mà quý vị là ở nước ngoài, đúng là ngày rằm tháng 7. Và ngày rằm tháng 7, chùa chiền ở Việt Nam thì không tổ chức để Vu Lan cầu siêu đến cửu quyền thất tổ, đến những cái bậc hữu ân, đến thầy tổ, bởi vì tụ họp đông người, đó là một cái trường hợp dễ lây dịch bệnh. Bây giờ chúng ta có cái ngôi chùa ở trên trời này, chính ngôi chùa này sẽ đại diện, và quý vị cũng có thể hướng tâm về cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên của thân bằng quyến thuộc của chính mình, để chúng ta dâng những thiện sự, những phước báo mà chúng ta đã tạo, để ông bà cha mẹ của chúng ta trong một cái cảnh giới nào đó cũng cảm thấy an vui, cảm thấy hoan hỷ,
thấy con cháu biết tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, đó là một cái điều mà thường thường trong cái room này những ngày đầu năm là những cái bài kinh an lành, và ngày rằm tháng bảy thì những cái bài kinh cầu siêu động tâm, để chúng ta nhớ đến cái vấn đề sinh và tử của kiếp sống này. Vậy thì quý vị thấy Sư Tâm Phương ha, trong cái phần hồi hướng đọc cái câu Y đăng vô nha ti năng hô tu su kỳ ta hôn tu nha ta vô, đọc rất là chuẩn. Chính vì đọc chuẩn như vậy cho nên chúng tôi nhớ lại ngày rằm tháng bảy chúng ta phải có một cái khóa lễ cầu siêu ở trên cái room này, để rồi chúng ta cảm thấy lương tâm của chính mình không có bị dây dứt. Quý vị quan hỷ ha. Như vậy thì trong khi hướng tâm, tâm của chúng ta thanh tịnh hướng về giáo pháp, an trú trong pháp, và tạo được một cái sự thiện lành. Với cái tâm tốt đó, chúng ta hướng về ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ nội ngoại hai bên, những bậc ân nhân, những bậc hữu ân, các vị thầy tổ của chúng ta, để rồi chúng ta cảm thấy rằng mình đã làm tròn bổn phận của một người con, của một người cháu, vân vân. Thì hôm nay đi vào đề, hôm nay room Phật giáo Nam truyền, chư vị trong room là những hội chúng cùng toàn thể gia quyến khi thành đảnh lễ trước ba ngôi tam bảo mười phương chư Phật, hướng tâm cầu siêu đến cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, các bậc hữu ân, các bậc ân nhân, các vị thầy tổ được thừa ân tam bảo vãng sanh cảnh giới an lạc. Đạo tràng của chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, tránh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, trước bao đền thâm ơn hóa độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vuông bồi dân lành giải thoát, lợi lạc pháp giới chúng sanh, hưởng mong ân trên tam bảo thùy từ tiết độ. Ít mê hít đi bát thù ba đi sắc ca rê hít bụt thăng thâm măng sân khẳng áp vị phu chạy giả mít mà ta biết ta đi năng của nạ quân ta nành chắc mai hành chắc đi khá rắc tăng ách thả dây ta giấc sụp khai gia. Trước tâm bảo quy linh tối thượng, đèn trầm hương tâm nguyện chỉ thành, cầu cho pháp giới chúng sanh khắp vùng bát cõi muôn phần phước duyên, mãi tăng hóa trên đường thiện nghiệp, mãi vuông bồi hạnh phúc vô dư, liên hoa nở khắp biển từ, trần sa vô nhiễm, khuyển hư đoạn lìa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô ta sa pha ca wa tô a ra ha tô sam ma sam buddha sa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cúng nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cúng nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cúng nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ lợi quần sinh.
Iti viso pakawa rahang sammai sambuto vichya charana sambanno sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarati sattham. Deva manusa nang buto pakawa ti. Không danh Phật, nhiệm màu ứng cúng, chánh biến trí minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm, vô tình sĩ phát thân tình diệu, bậc trượng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Na kiệt mê sa rạch năng an nhân bụt thô hô mê sa rạch năng quá răng hệ tê na sa chá quan chê na hô trú mê. Dạ dạm bằng các lăng, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo độ sanh, về tâm nguyện viên thành từ đây. Sakato Bhagavata Thammo Sandhiko Akaliko Ehi Basiko Opanayiko Bacchatang Veditappo Vinyuhi Ti. Pháp vi diệu cha lành kéo dài, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sắc na đại ngộ hoặc nhân liễu tường, đạo vô thường đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngộ vọng trần, kỹ nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Na kiệt mê sa rạch năng an nhân thâm mô mê sa rạch năng quá răng ê tê na sa chá quan chê na hô thúc mê. Chê nhập măng các lăng, pháp là nơi lương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa, quy y pháp bảo bao la, minh tâm kiến tánh thắng ma não phiền. Supatipanno Bhagavato Savakasangho Chupatipanno Bhagavato Savakasangho Nyayapatipanno Bhagavato Savakasangho Samechipatipanno Bhagavato Savakasangho Yadidam Chattari Purisayugani Anthapurisabhuk Các làng e sa phật ngô wa to sa wa ka sang po om. Ao nay yo bao nay yo đặng kỳ nay yo anh cha li ta ra ni yo anh nội ta răng buồn nhân khê tăng lô ca sa em ti. Bậc diệu hạnh, thinh văn thích tử, bậc trực hạnh, pháp lữ thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh, giữ tòa thiền. Thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cung tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thánh chúng vô thượng, phước điện thế gian. Na kỳ mê sa ra năng an nhân sằng khô mê sa ra năng quả răng ê tê na sanh chá quan chê na hô thúc mê. Chê dập măng các lăng, tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, tự giác tha giác, nguyện hành từ đây. Hoành đa mi chê thi dân sập bằng sập bạch thà nê su bà tích thi tăng xà rì rì tạc thà tú ma ha bồ thiên bồ thà rù băng sát ca lăng sát đa hoành đa mi chê. Thì dân sâm băng sâm bát thà nê su bà tình thi tăng xà ri ri cạch thà tu ma ha bô thiên bô thà rù băng sa ca lăng sa đa hoàn đa mi chê thi dân. Sâm băng sâm bát thà nê su bà tình thi tăng xà ri ri cạch thà tu ma ha bô thiên bô thà rù băng sa ca lăng sa đa cúi đầu đảnh lễ từ ân. Bạch Sa Lợi Kim Thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi ta bà, nhất tâm hành tỉnh hương hoa cúng dường, cúi đầu đảnh lễ từ ân. Bạch Tháp Sa Lợi Kim Thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi ta bà, nhất tâm hành tỉnh hương hoa cúng dường, cúi đầu đảnh lễ từ ân. Bạch Tháp Sa Lợi Kim Thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi ta bà,
nhất tâm thành tịnh, hương hoa cúng dường. Sạch ghe ca mê chát rù bê kì ri si thà ra sạch thê chanh tá liên thê quý ma nê đi bê ran thê chát ga mê chát rù văn nà ca hát nê ghe há hoạt thùm mê kê tê phùm ma. Chà dành tu đê hoa chát ra thà ra quý sạch mê giật các anh thọc bá nà ga tình thành ta sanh thiết kê dân mù ni hoa ra hoạch chát năng sa tháo vô mê nành tu thâm ma sa quá nạc ca lô á dâm phá đánh ta. Thầm ma sa quá nạc ca lô á dâm phá đánh ta. Thầm ma sa quá nạc ca lô á dâm phá đánh ta. Kính thỉnh hàng thiên chung dục giới và sắc giới ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không. Kính thỉnh hàng địa tiên nơi hải đảo, châu quận, cây cao hoặc rừng rộng, trong nhà hoặc ruộng vườn. Kính thỉnh thần Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Long Vương, Bậc Tát Tâm Hiền Thiện ở dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng, hiện đang trú không xa. Xin văn tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Mâu Ni khai thị độ chúng sanh. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Ye tham ma he tất pháp pháp qua te sanh he tung tất tha gắt tô te sanh chá vô ni rô thô chá e văn qua đi ma ha sa mạch nô tí. Vạn pháp do nhân sinh, nhân diệt vạn pháp diệt. Đức Phật Đại Sa Môn hằng giáo huấn nhiều vậy. Kinh Vô Ngã Tướng. Như vậy ta nghe, một thời Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả gần thành Varanasi. Đức Phật giảng cho năm kiều trần như nghe như vậy. Này các tỳ kheo, sắc uẩn là vô ngã, không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu sắc uẩn thật là của ta thì uẩn ấy sẽ không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói xin cho sắc uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, sắc uẩn thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói xin cho sắc uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu các uẩn ấy thật là của ta thì chúng không có bị đau khổ. Là nữa, người đời có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các uẩn ấy thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Là nữa, người đời không có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các ngươi cho sắc uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc uẩn là vô thường. Vật gì vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật gì vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên do vật ấy là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, các ngươi cho rằng thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, các uẩn ấy là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, cho nên sắc uẩn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa, sắc uẩn ấy chỉ là uẩn thôi,
các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỷ kheo, thầu uẩn tưởng, uẩn hành, uẩn thức, uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, huy tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo trực tướng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỷ kheo, bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi, liền sinh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vì ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, phạm hành đã thành, những gì nên làm, đã làm và không còn tái sanh nữa. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm vị tỳ kheo hoan hỷ chính thọ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này, thì tâm của năm vị tỳ kheo được giải thoát các vi tế phiền não, không còn chấp thủ nữa. Kinh Quán Niệm. Pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái biến hoại không ngừng. Pháp nào có tên là khổ não, là pháp có trạng thái sầu đau khổ lụy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy phải để riêng cho những người trong một xóm làng, một thị trấn, một gia tộc. Pháp ấy để chung cho tất cả thế gian và thiên giới. Tất cả chúng sanh sẽ vĩnh biệt cõi đời, vì sinh mạng của tất cả chúng sanh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sanh đều phải chiêu cảm nghiệp duyên của mình đã tạo rồi đi thọ sanh trong kiếp sau. Chúng sanh nào tạo nghiệp dữ phải chịu khổ trong các khổ cảnh. Chúng sanh nào tạo nghiệp lành được thọ sinh vào cõi an lạc. Cho nên người đời cần phải kịp thời tạo nhiều phước đức làm của tùy thân trong kiếp sau, vì phước đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh trong đời vị lai. Sự sống của chúng sinh thật là ngắn ngủi, sự già hằng đưa đến sự chết. Trên lộ trình sanh tử ấy, chúng sinh hoàn toàn bất lực. Nếu người đời thấy rõ sự chết là điều đáng lo sợ, thì nên tạo nhiều công đức, vì mọi phúc lạc đều bắt nguồn từ những công đức ấy. Các pháp hữu vi thật không bền vững, có tính sinh diệt là thường, vì nhân sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, nhưng thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, giúp cả pháp hữu vi ấy được có sự an vui tuyệt đối. Kinh Hồi Hướng Vong Linh. Vua Bhimbisara nằm mộng thấy thân nhân bị khổ quả đói lạnh, đến bạch hỏi Thế Tôn. Đức Điều Ngự Bi Mẫn chỉ dạy cách tạo phước hồi hưởng các vong linh thoát ly mọi khổ ách. Các thân nhân qua vãng thường để nhà quyến thuộc đứng ngoài vách tự cửa, ngã đường hay cổng thành, trông chờ hưởng phước thí. Nhưng vì kém phước duyên, hương linh bị quên lãng. Thân nhân tạo phước lành do công đức bố thí, nên phát nguyện bằng lời: Y đăng vô nha ti năng hô tu su kỳ ta hôn tu nha ta vô. Nguyện quyến thuộc quá vãng thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Những quyến thuộc quá vãng quan tập các đạo tràng, nhận được phước hồi hướng, thường thốt lời cảm kích, mong ân nhân của mình được trường thọ phúc lạc. Người đã tạo công đức chắc chắn được quả lành. Trong cõi chúng sanh khổ, không có các sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi. Chúng sanh cảnh giới này hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hướng. Như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp,
Phước lành đã hồi hướng, có nhiều năm cứu khổ như trong sông tuôn chảy đều hướng về đại dương. Nguyện công đức đã tạo thấu đến chư hương linh. Khi người nhớ ân trước do tình nghĩa thân bằng, do tương duyên quyến thuộc, hãy cúng dường trai tăng hồi hướng phước đã tạo. Sự khổ sầu thương cảm trước tử biệt sinh ly không có lợi ích gì cho thân nhân quá vãng. Các trai tăng hợp đạo gọi Đắc Khi Na Đà Na, cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già, bậc phẩm hạnh giới đức, bậc vô lượng phước điền, bậc được vô lượng công đức, là thắng duyên tế độ hương linh trong cảnh khổ. Do thiền sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, si tiểu thành phúc quả đến chư hương linh. Kinh Duyên Sinh. Bởi không tường diệu đế, hữu tình tạo nghiệp duyên, tính vô minh nguồn cội, nguyên nhân tạo niên hành. Từ hành vi thiện ác gieo chủng thức tái sinh, như vậy chính do hành biết sinh thức tập khởi. Thức chủng tử đầu đời tạo hiện hữu thân tâm, bởi do ý nghĩa này gọi thức duyên danh sắc. Vật chất và tâm thức biến hiện sáu giác quan, như vậy do danh sắc lục nhập được hiện thành. Sáu giác quan năng động tiếp xúc sáu cảnh trần, như vậy do lục nhập hiện tượng xúc khởi sanh. Sáu căn gặp sáu cảnh khổ lạc xả phát sanh, như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành. Khổ lạc ưu hỷ xả nhân sanh mòn chấp trước, như vậy chính cảm thọ duyên tạo nên ái dục. Tham muốn nên dính mắc dục lạc hột mê tâm, nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy biến hiện muôn sở hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh. Có tạo tác, có quả, có chủng tử luân hồi, như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành. Có thân hẳn phải già, có sanh ác có diệt, chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử. Cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ quân này được hiện thành tập khởi. Vô minh diệt hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt lục nhập diệt, lục nhập diệt xúc diệt, xúc diệt cảm thọ diệt, cảm thọ diệt ái diệt, ái diệt chấp thủ diệt, chấp thủ diệt hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt lão tử diệt. Sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uống này không hình thầm tập khởi. Kệ khuyên tu. Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm, danh mà chi, lợi lắm mà chi. Bả công danh bột nước ra gì, mùi phú quý vần mấy tan hợp. Sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ được một đời. Lệ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tự đại lấy đâu làm chắc. Kìa sinh tử thấy liền trước mắt, nắm cô phần đa thị thiếu niên nhân. Tấm thân này vốn thật giả thân, nay còn đỏ mai chưa chắc được. Phần nỗi bệnh nỗi già thúc phượt, sống trên đời sống được bao lâu. Mới mày sanh kế đã bắt đầu, rồi là đến khoan khâu một nắm. Ôi tam thốn khi tại thiên năng dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưu. Muôn việc đều nương mấy tắc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt. Nào sự nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Sanh giả không hề tử giả không, đời vật chất hết mong tồn tại. Rồi tử sanh luân hồi mãi mãi, đổ trôi theo bể khổ trầm luân. Đọc ngang thay định luật vô thường, quy nhân thế tầm đường giải thoát. Nếu trí nguyện thanh cao mong đạt, cần ngưỡng theo giáo pháp Phật Đà. Dốc một lòng từ giác giác tha, hành vật chánh hướng về đạo quả. Kiếp thức tỉnh mê đồ buông xả, khôi đắm say huyển hóa hồng trần. Ly não phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt.
cầu chư Phật từ bi khiếp độ. Bụt đằng sang gà cha mi thầm măng sa răng gà cha mi sang tăng sa răng gà cha mi chư hương linh quy Phật đấng thiên nhân điều ngự bi trí vẹn toàn, chư hương linh quy pháp đạo dưỡng mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, chư hương linh quy tăng bậc hoằng trì chánh pháp vô thượng phước điền, đô thị dâm vi bồ tát sa tăng ca cha mi đô thị dâm vi tham mân sa tăng ca cha mi đô thị dâm vi sanh tăng sa tăng ca cha mi. Lần thứ hai, chư hương linh quy Phật pháp tăng tam bảo ta chỉ dâm vi bồ tát sa năng ga cha mi ta chỉ dâm vi thầm măng sa năng ga cha mi ta chỉ dâm vi sang khang sa năng ga cha mi. Lần thứ ba, chư thân linh quy Phật pháp tăng tam bảo nguyện thập phương tam thế tam bảo thủy từ tiết độ chư hương linh được trượng thừa tam bảo lực tốc xả mê đồ siêu sanh lạc cảnh y đăng nô nha tỳ năng hô tu su kỳ ta hôn tu nha tát vô nguyện thập phương tam thế tam bảo thì từ tiếp độ chư hương linh vãng sanh thế giới an lạc. Kinh giải thoát nhị giáo. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp gọi là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Nhẫn nại pháp thí hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoàn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy, là năng lực người trí đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Người hành tu nhẫn nại là người có bản lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích, nhân loại và chữ thiên đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại bản kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Nguyện cầu tấm hướng mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ quan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan, hại nhau vì chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly, nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn.
dân kinh chiếc của sa la cầm bằng ca tập bằng kia lực dân mà mặc ca về nó hòa cha mới là xa chỉ ra xe suốt cả tăng các tăng về sàn ta sàn dĩ nô a thi về cho sàn ta sàn dĩ nô các tăng phù nhất phà lăng mây ăn sập bề pha ghi phó quanh trú tề về tăng các tăng Sư vi đi tăng đền năng phù nhắc Phật lặng mất gia dê cha ta thân á cha năng trí đề hoa gần tòa lý huệ đã dùng sắp bề Lộ cầm mỹ dê sát ta chi hoành ta ha ra hệ tu ca mà nội nhân phù chắc năng sắp bề la phanh trung mâm mạch chê Tạch xa tiên con xin hồi hưởng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh mẹ cha quyến thuộc xa gần hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm quan hỷ báo truyền giúp cho thảy đều hưởng phước cam lồ đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu lời vàng chư Phật thâm sâu thấm nhuần tâm họ năm châu thái bình con cùng pháp giới chúng sinh đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền tĩnh tâm giữ một giữ vẹn một niềm buông bỏ phúc huệ gieo duyên niết bàn như đằng quá thập mê phun nhân a sa quắc khả già quá hằng hồ chú bút thô a hằng bồ thay ít xa mít mất tô a hằng mồ cha rề ba rề tình nô a hằng ta ra yết sa mi sang sa rô kha ma hấp pha già nguyện công đức đã làm hồi hướng khóc chúng sanh với đi phiền não khổ Phật đạo được viên thành nguyện công đức đã làm hồi hướng khóc chúng sanh với đi phiền não khổ Phật đạo được viên thành nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh vơi đi phiền não khổ Phật đạo được viên thành có lẽ cầu siêu hướng về tử quyền thật tổ ông bà cha mẹ ngoài hai bên nhân ngày lễ Vu Lan rằm tháng bảy quá trình đến đây xin được kết thúc. Rồi bây giờ xin Nhật Quỳnh đại diện cho đạo tràng ha hồi hướng rồi chúng ta tiếp tục học. Alo, xin Nhật Quỳnh có chiếc máy rồi đi ngủ rồi khổ thiệt. Anh tụng kinh cầu siêu rồi thấy cũng muốn siêu muốn ngã luôn rồi hay sao ấy. Rồi vị nào đại diện đạo tràng lên hồi hướng cái bài mà quý vị hay nghe Thích Nhật Quỳnh đọc á, là cái bài mà phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là hôm nay, chính dân chư linh phước này siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là hôm nay, kính dâng chư linh phước này siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là hôm nay, kính dâng cửu huyền phước này siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc ha. Chắc là tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, tưởng nhớ đến những người đạo quốc mà bây giờ quý vị thấy rằng cái hiện cảnh của chúng ta, người sống đã đói mà người chết còn đói hơn, ai cũng chính chúng ta cũng đói khổ. Chúng ta cũng là những ngạ quỷ, chúng ta là những người đói khổ. Trong cái cảnh này phải bảo vệ bản thân của mình. Trong cái hoàn cảnh khổ như thế này, chúng ta mới thấy giáo lý nhà Phật tuyệt vời.
Trong bốn sự thật, cái khổ là cái đầu tiên, khổ đế. Ý thức được cái khổ, tập đế, được sự an vui là diệt đế. Nhưng mà muốn được an vui phải thực hành, tức là đạo đế, khổ tập diệt đạo. Đó là bốn sự thật mà trong cái khổ chúng ta mới thấy. Còn nếu mà sung sướng thì làm sao mà thấy khổ đế? Cái lễ này Đức Tuệ Đức. Thì quý vị thấy, ngay cuộc sống chúng ta, người sống cũng đã khổ thế này, thì bây giờ người chết, mình đã khổ khổ quá rồi, đâu còn lễ nghi để hướng về người chết. Để rồi những cái ngày rằm tháng bảy, đàn tràng chẩn tế, cúng cô hồn, rồi cúng cháo, cúng bánh trái, rồi cô hồn không thấy mà cô hồn sống tới nó giật, nó bưng nguyên cả cái mâm cúng, nó chạy luôn. Quý vị thấy thời gian mà không bị giãn cách, đời sống của chúng ta coi như được đầy đủ một chút thì còn hướng về ông bà cha mẹ. Còn bây giờ chúng ta hướng về chính mình để thấy khổ đế chứ. Quý vị thấy trong những cái phòng trọ, những phòng trọ, những công nhân bây giờ không về quê được, là quý vị thấy rằng ăn bữa nay lo ngày mai, nhưng mà lo cái gì, ngồi chỗ. Bây giờ thì được quân đội, được binh quân y hỗ trợ, không biết thời gian tới như thế nào. Thôi thì chúng ta hãy sống trong hiện tại. Chúng ta hãy sống trong hiện tại để chúng ta thực hành theo những chỉ thị của nhà nước, để cái cơn nguy khốn này nó vượt qua đi, rồi chúng ta mới kiểm soát được dịch bệnh, và đời sống của chúng ta sẽ lạc quan hơn. Thôi thì cũng tùy duyên ha. Cái pháp đến và pháp đi nó là như vậy. Đến và đi. Thì bây giờ chúng ta còn đang thở, chúng ta biết rằng mình còn đang sống. Và mình sống mình phải ý thức, giống như cái chữ mà quý vị biết, vai trò của một vị ơi, vị trụ trì, tức là trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng. Trụ pháp vương gia tức là phải an trú trong luật lệ của nhà nước. Mình sống ở đâu phải theo cái luật, cái lệ của địa phương đó. Rồi giữ trì tức là giữ trì Như Lai Tạng, tức là không phải vì cái chuyện của nhà nước mà mình bỏ đi cái giáo pháp, mình bỏ đi cái hướng đi của mình, cái lý tưởng của mình. Mặc dù mình là người tu, mình là người Phật tử, nhưng mà mình là một con dân của đất nước này, thì mình phải phục tùng. Có đạo mới có đời, có đời mới có đạo. Chứ chúng ta không thể nói rằng ô, tu theo đạo Phật, tôi chỉ biết tu, còn cái chuyện nhà nước, cái chuyện của pháp luật là quan bên. Nói như vậy là không được nha. Tức là phải dung thông, phải viên thông. Tức là luật của nhà Phật hai bên và thế cơ thế. Như vậy thì chúng ta mới áp dụng theo trong 38 điều hạnh phúc ha. Bằng nước này ở Chú và Đề Sá Hoa Sù Chắc ở mình phải mà thích nghi, đó cũng là một cái điều hạnh phúc, trong tốt, sanh tốt sắc khổ, tức là chúng ta tri túc, chúng ta biết đủ. Chào cô chú nữ Tự Duyên. Alo, sinh nhật Quỳnh có đó hay không? Có tín hiệu đi, nhưng mà không học, bởi vì cô tôi có đưa lên một cái bài kinh, một cái bài
và chúng ta phải chỉnh sửa có chỗ đúng, có chỗ sai. Thì bây giờ kinh của nhà Phật, những lời dạy của Đức, mà bây giờ chúng ta đọc từ lừa, đọc tự do thì không còn một cái quy củ nào cả. Mà như vậy thì chúng ta có thể nói rằng hủy ban pháp, coi thường lời dạy của Đức Phật. Cho nên hai bài mà chúng ta đã học, hai đoạn mà chúng ta đã học trong từ bi kinh cần phải chỉnh. Alo, chị Kim Nhung hả? Đưa lên hai bài học đó đi, hai cái đoạn đó. Để rồi chúng ta thấy chỗ nào sai, hai chỗ nào đúng. Theo viên nói ngài giác giới đã chỉnh sửa. Có hai từ, có hai từ mà chúng ta phải khẳng định lại. Nếu mà kinh kệ Pali mà chúng ta đọc sai nguy hiểm lắm. Alo, bài Karani đoạn đầu và đoạn thứ hai. Sĩ Nhật Quỳnh có chiếc máy không? Rồi, đi đâu hết trơn rồi. Rồi, quý vị có thể đưa lại bài học được không á? Đưa đoạn đầu, chỉnh đoạn đầu. Đưa đoạn thứ hai. Có mỗi một đoạn có một từ mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Alo, bài kinh Karani mà đọc sai là mình sợ ma, ma nó không sợ mình đâu, đọc cho đúng. Alo, quý vị còn thức không? Ai có thể đưa lên một để rồi giải quyết xong qua đoạn hai để chúng ta có được một cái giọng đọc chuẩn. Sao em ru cái chân này nè? Sao thế giới bị Covid? Nghe thì bây giờ chị Kim Nhung đưa bài học lên đi. Đưa đoạn 1. Đã đưa đầu hùng tay hết trời. Khổ quá. Đâu có thấy đưa lên màn hình đâu. Đưa lên rồi hả? Đưa ở chỗ nào? Quý vị có thấy không? Được ba lần luôn, dữ. Quý vị vị nào thấy không? Chắc là mắt của chúng tôi già lụm cụm, mắt mờ tái điếc, thời trắng niên quên liệt còn đâu. Ôi xa tôi, xa tôi. Ôi là tuệ. Đức ơi, tuệ Đức ơi, có như vậy mới là phải nha. Thấy quý vị thấy đại đức tuệ Đức mới vào đạo tràng của chúng ta mà thấy tuyệt vời không? Rồi mấy sĩ Kim Nhung cũng bị mất dịch nữa rồi. Cái dịch này là cái dịch mà xin lỗi, chúng tôi hồi nãy cũng bị mất dịch luôn, đừng nói rất mạng khổ đế. Rồi quý vị thấy rõ ha, trong cái đoạn này phải sửa một từ mà hôm trước chúng tôi đã sai. Bây giờ chúng ta phải sửa, đó là cái từ gì? Cái từ cuối câu Atimani mà có tiếp đầu ngữ anh ở phía trước. Cho nên cái này là có ý nghĩa là không dễ vui ha. Atimani đó là chữ gốc của nó, nhưng mà tiếp đầu ngữ của nó chính là chữ anh. Cho nên ở đây chúng ta thấy với cái bài này
mới bàn này cho chúng ta một cái vấn đề là phải là chính cái đoạn này cô tu nữ duyên đã gửi bạn tôi và cô tu này giác giới ngài đã chỉnh sửa chữ mani, chữ mani là đúng đã học mani, đó là một cái. Và bây giờ chúng ta phải sửa lại ha, quý vị quan hỷ ha. Hai chữ Atimani, Atimani là kiêu mạn, là ngã mạn, là cống cao. Nhưng mà có chữ Anh là phía trước, đó là một tiếp đồ ngữ. Anatimani là không kiêu mạn, không ngã mạn, không tự cao, không hống hách. Rồi, không sao, không sao. Rồi, bây giờ ở chỗ này quý vị nhớ chữ nếu hôm trước chúng tôi đã sai thì bây giờ phải sửa lại. Bây giờ đọc lại để cho quý vị biết cái từ cuối cùng. Anatimani, Anatimani. Rồi, chúng ta xin đọc nhé. Karani Yamat Thakusa lena yantang santang badang apisamecha sakho uchu jasu huchu jasu vacho jasamulu anatimani. Đọc lại ha, sai và sửa. Karani yamat Thakusa lena yantang santang badang apisame jasakko uchu jasu uchu jasu vacho jasamudu anatimani. Mani, xin lỗi, cũng quen cái lưỡi rồi, quen cái miệng rồi. Đọc sai, cứ đọc sai hoài, chán thiệt. Đọc lại nghe bà con. Karani yamat thakusa lena yantang santang badang apisame jasangko uchu jasu jasu vacho jasamudu anatimani. Rồi, được rồi. Karani yamat thakusa lena yantang santang badang apisame jasangko uchu jasu uchu jasu vacho jasamudu anatimani. Rồi, cái đoạn này phải mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Nhờ cô tu nữ Tuệ Duyên mà chúng ta thấy lần trước chúng ta học sai. Alo, cô tu nữ Tuệ Duyên đâu rồi? Rất là hoan hỷ cô đưa cái đoạn này lên để thấy rằng trong cái từ Bali chúng tôi đã sai. Rồi, cô tu nữ Tuệ Duyên hoan hỷ đọc cái đoạn này. Rồi, chúng ta qua đoạn 2 ha. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, kính tri ân Ngài. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, bạch Ngài, con cũng xin sám hối với Ngài. Tại vì con cũng quen cái miệng, cho nên là con mới nhìn lại cái đoạn kinh của Sư Phụ Tuệ Siêu đã dịch. Cho nên con thấy hai cái chữ này nó khác khác. Nhưng mà con tin rằng Sư Phụ của con dịch Bali rất là sát với cái chữ Bali, nó rất sát. Cho nên là con thấy hai chữ này nó khác khác một chút xíu. Nhưng mà Ngài chỉnh sửa thì con cũng rất là hoan hỷ. Và bây giờ con xin đọc. Ủa sao? Đại Đức đưa vậy,
Đại đức đưa lại cái đoạn một là ở trên, đoạn hai là ở dưới, đọc tự nhiên đọc thôi, đọc ngược, đọc đọc xuôi đọc ngược hả? Dạ, con xin đọc ạ. Karani yama thakusale na yan tang san tang ba đăng apisame chesak cô út chu cha su hút chu cha su bắt chu cha sang hút chu anati mani karani yama thakusale na yan tang san tang ba đăng apisame chesak cô út chu cha su hút chu cha su bắt chu cha sang hút chu anati mani karani yama thakusale na yan tang san tang ba đăng apisame cha sắc cô uchu cha su hu chu cha su vat chu cha samudu anati mani. Dạ con đã đọc xong đoạn một, dạ bây giờ con kính thỉnh ngài đọc đoạn hai ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Đoạn 2, đoạn 2 này có một chỗ mà quý vị biết chỗ nào không? Chỗ này là một cái điều quan trọng ha. Ô, khoan khoan để copy lại. Sa thủ để trời đất ơi, cái chữ nhỏ quá. Cho nên phải copy lại rồi cái đưa lên bự bự chút chứ còn nhỏ quá kiểu này đuôi mắt luôn. Thông cảm quý vị, chờ một chút. Copy một cũng lâu nữa. Câu giờ không biết làm gì đó. Quý vị thông cảm tại cái máy của chúng tôi nó cũng muốn mất dịch rồi. Rồi bây giờ copy lại đưa lên cho nó to một chút. Cái chữ nhỏ nhỏ rồi dễ bị như hôm trước quá. Rồi xong. Cô chủ nữ tự nhiên chú ý ha, cái câu này, câu số 2 này có một cái chữ mà cô chủ nữ tự nhiên chú ý lại trong cái câu số 3. Câu số 3 san tin ri yo chen ni ba ko cha, thì cô tu nữ tự nhiên đưa qua là nếp ba cô. Chữ nếp ba cô, nếp ba ca có nghĩa là nhạy bén, mẫn tuệ, khôn ngoan. Còn nói chữ nếp thì chúng ta tìm không thấy, mà chỉ thấy chữ nếp ba cô. Nếp ba cô không có một cái chữ B ở giữa, tức là nó không phải là một trường âm nhấn, mà nó là một đoạn âm ni ba cô. Ni ba cô có nghĩa là mẫn tuệ, có nghĩa là khôn ngoan, có nghĩa là nhạy bén. Thì chữ ni ba cô có ý nghĩa là như vậy, mà ở trong này dịch là người khôn. Một cái người mà coi như là coi như nổi bật, một cái người mà coi như tuyệt vời, mà là chữ nếp của cô. Chứ còn nếu mà chữ nếp thì nó là một tiếp đầu ngữ của chữ ba cá. Đây không phải chữ ba cá mà chữ nếp của cô, nó có ý nghĩa là khôn ngoan, mẫn tuệ. Còn chữ nếp thì cái này chắc phải gặp lại ngày giác giới. Trong kinh thì nhiều quyển kinh đều nói rằng chữ ní bác cô chứ không phải là nếp. Chữ ní bác cô chứ không phải là chữ nếp. Tỉnh từ nó tức là minh trí hay là sáng suốt hay là khôn ngoan hay là mẫn tuệ. Đúng rồi, chữ ní bác cô chứ không phải là chữ nếp. Vậy thì chúng ta chấp nhận chữ nếp bác cô chứ không phải chữ nếp bác cô như cô chủ nữ tự duyên đưa qua ha.
cái câu này chúng ta giữ nguyên Nipako. Chúng ta chỉ chỉnh sửa câu đầu tiên là chữ Mani, Atimani là kiêu mạn, còn Anatimani, Anatimani là không kiêu mạn. Có tiếp đầu ngữ anh là phía trước, còn đây không Nipako, đúng rồi, chữ Nipako đúng hơn, bởi vì trong nhiều cuốn sách chúng ta có nghiên cứu thì không thấy chữ Nipako mà thấy chữ Nipako. Vậy thì qua tài liệu mà cô tu nữ Tự Duyên đưa qua của ngài Trị Siêu thì chúng ta áp dụng câu trên là chữ Atimani, còn ở dưới là vẫn giữ nguyên chữ Nipako. Rồi, ý kiến của tu nữ Tự Duyên sao, xin mời. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con kính kính nha cha ngài. Thì con thấy ở trong sách của ngài Tự Siêu con đọc hàng ngày á, thì nó là chữ Nip, thì con chụp hình con gửi qua ngài á. Nhưng mà thật ra đó, cái từ Bali á, thì theo mà con nghe một vị khác ở Miến Điện á, là cái luật của Bali mà nói ráp chữ á, đối cách, chủ cách, nói ráp chữ và biến đổi á, thì nó rất là nhiều. Thật ra thì con cũng chỉ thấy trong sách sư phụ như vậy. Mà nếu mà trong lớp học á, thì gọi là tùy theo cái lớp học mà ngài chỉ dạy. Nhưng mà cái từ Bali thì theo con hiểu nó tới 673 một luật của Bali, có nghĩa là nó nhiều lắm. Cho nên là những cái từ nào mà mình thấy đúng thì mình cứ đọc thôi. Chứ còn ở trong cái cuốn sách của sư phụ con là như vậy. Hỏi lại sư ba hả? Tại vì trong cuốn sách đó thì đọc thôi ngài. Ngày dịch ra ở trong cuốn sách đọc tụng hàng ngày đó mà. Tại vì cái chữ nhít thì nó có chữ ní với nhít. Trong cái kinh tụng á, thì nó vần theo thì không biết như thế nào. Nó riêng á, nó đứng riêng một mình nó. Cũng có khi lỗi chính tả. Dạ. Thì chắc là như vậy, nhưng mà thôi bây giờ là tùy theo ngài tra ra những cái từ nào mà nó đúng thì mình cứ học theo thôi. Chứ con thì con cũng biết như vậy thôi, nhưng mà con thấy cái luật của Bali nó nhiều quá, mà cái trình độ của con á, thì nó rất là kém, cho nên là con thấy nó như vậy đó. Thì bây giờ kính thỉnh ngài trở lại trước máy, thì mình đồng ý cái chữ nào thì mình đọc, mình học chữ đó thôi. Miễn cái lớp học mình hoan hỷ là được rồi. Dạ, con kính thỉnh ngài trở lại ạ. Alo, 123, 123. Chữ Nipaka là một tỉnh từ, nhưng mà ở đây Nipaka nó đứng làm chủ từ Bathamang Ekavachana Vipatti, cho nên nó biến thành Nipako. Chữ Nipako có nghĩa là người khôn ngoan, người sáng suốt, người mẫn trí, mẫn tiệp. Thì cái này, nó đứng làm chủ từ, nó là người. Nó không còn là tỉnh từ Nipaka nữa, mà nó là Nipako. Còn nếu mà mình nói về cái vấn đề văn phạm á, nếu mà thêm một B nữa thì chữ B đó phía sau là chữ Bát Cá. Ní Bá tiếp đầu ngữ là ní, mà ní thì phải thêm một chữ B nữa. Chứ không là Nipaka thì nó lại giống như tỉnh từ, giống như tỉnh từ
cũng có nghĩa là khôn ngoan, cũng có nghĩa là mẫn tiệt, mẫn trí. Thì như vậy thì ở đây chúng ta chấp nhận, bởi vì chúng tôi cũng có coi quyển này, coi quyển kia, cũng có nghiên cứu, thì thấy rằng chữ ni bát cá, ni bát cô nó đúng hơn, chứ không phải thêm chữ b nữa. Thì trường hợp này, trong cái đoạn 2 này, mặc dù cô tu nữ tự duyên đưa qua, nhưng mà nên chấp nhận theo cái phần đông đi ha, phần đông đi. Và ý nghĩa thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu, chữ ni bát cá nó là một tỉnh từ, ni bát cô nó là một chủ từ, nó về người, và người khôn ngoan, mà ở trong này được dịch là hiền nhân. Hiền nhân có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình. Thì chữ ni bát cô chúng tôi tìm ra được trong ý nghĩa của nó, chứ không thấy chữ ni bát cô. Thì qua hai câu, có hai từ mà cô tu nữ Tuệ Duyên đưa qua, thì chúng tôi thấy rằng cái câu đầu Anatimani dính sát, còn câu số 2 là Nipako, chứ không phải là Nipako ha. Rồi, thôi thì bây giờ chúng ta ôn lại đoạn 1 và đoạn 2. Alo, chúng ta ôn lại đoạn 1, đoạn 2. Khi mà ôn xong, chúng ta không bị trục trặc, thì khi đó sẽ đi qua đoạn 3. Quý vị đồng ý ha? Văn ôn võ luyện mà đọc làm sao cho nó đúng, chứ còn đọc sai thì xin lỗi. Mình sợ ma, chứ ma nó không sợ mình. Bởi kinh này từ bi, mà mình đọc ra mà nó từ bỏ mình, nó là thua ha. Rồi, Sức Nhật Quỳnh có ý kiến sao đây? Xin mời. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong Đạo Tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em Đạo Hữu hiện diện trong Đạo Tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tỷ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con xin sám hối với Ngài, hãy cùng chư Tôn Đức cũng như Đạo Tràng. Dạ, do tới giờ học mà con có việc ở ngoài chánh điện, Phật tử người ta cần, nên con phải đi ra đó con tiếp khách, nên con bị gián đoạn. Ngài kêu con không có cầm bích được, nên con sám hối. Và con xin đưa cái câu số 1 lên, tại vì có người vừa rồi người ta có thắc mắc với con, mà con nhớ đó, cái bài này thì không có sửa, nhưng con nhớ cái lúc mà Ngài dạy Kinh Từ Bi lần đầu tiên đó, thì cái chữ này là Bạch Ngài, thì Ngài có cho thêm dấu quyền. Thì có người thắc mắc nên chẳng kịp, bây giờ con nãy giờ con không nghe được gì hết, nhưng mà khi con vào tới thì con nghe Ngài nói về ý kiến của quý vị trong Đạo Tràng, thì con xin đưa lên con cầm mic để con nói nó mới rõ ràng là chữ ma ni đó Bạch Ngài. Thì theo cái cuốn sách của con á, thì lúc trước đó Ngài dạy á, thì Ngài nói là cái sách nó in đậm ma ni, nhưng mà Ngài nói thì ma ni, nhưng mà trong cái trang mà con giữ lại thì nó vẫn là ma ni. Nhưng mà có người nói với con là theo như người ta hiểu thì là ma ni. Con cung thỉnh Ngài giảng dạy thêm về cái chữ này và Bạch Ngài. Và con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bụt Tha dạ. Alo, 123, 123. Chính cái thời gian trước, tức là tuần trước, chúng ta nghỉ không học, bởi vì đang chờ cô tu nữ Tự Duyên có gửi bài qua. Mà tuần trước thì cô tu nữ Tự Duyên không đến với Đạo Tràng, cho nên chúng ta bỏ qua. Bây giờ có mặt thì đặt tên. Có hai từ, hai câu. Câu thứ nhất này, Atimani
ý nghĩa của cái từ Atimani có nghĩa là kiêu mạn, ngã mạn, hống hách, tự cao. Nhưng mà có tiếp đầu ngữ anh ở phía trước, có nghĩa là không, không kiêu mạn, không ngã mạn, không hống hách, không tự cao. Đó là ý nghĩa của cái từ Anatimani. À, và đó là một cái trường hợp chính xác, mà sự chính xác này chúng ta đã bị sai, mà đọc là Anatimani. À, thì bây giờ phải chỉnh lại Anatimani. À, quý vị nghe rõ ha, Anatimani. À, cái chữ chính của nó là Atimani, nhưng mà có tiếp đầu ngữ là anh ở phía trước, có nghĩa là không. À, là không. Anatimani có nghĩa là không kiêu mạn, không ngã mạn, không tự cao, không hống hách. Đó là một từ đúng mà chúng ta đã học sai. Thì bây giờ chỉ thêm cái dấu huyền ở phía sau nữa, đó là cái câu thứ nhất. Câu số 2, ni bát cô. À, cô chú nữ tự duyên đưa qua là ni bát cô. Thì chữ ni bát cô chúng tôi tìm trong chỗ này chỗ kia và coi cái căn ngữ của chữ đó, thì nó là cái từ ni bát cá. Ni bát cá, ni bát cá nó là một cái dạng tính từ, có nghĩa là sáng suốt, mẫn tuệ, khôn ngoan. Nhưng mà thêm chữ B vô thì chúng tôi tìm không thấy. À, mà ni bát cô có nghĩa là người khôn ngoan, người mẫn tuệ. Gọi là, thì cái từ ni bát cô có ý nghĩa nó đứng làm chủ từ. À, nó đứng làm chủ từ, đó là cái câu số 2. Thôi thì bây giờ đưa luôn cả câu số 2 lên, chúng ta ôn lại để sửa lại. À, ni bát cô ha. Rồi bây giờ chúng ta đưa lên câu 1, câu 2, rồi chúng ta ôn lại cái đoạn này cho nó thống nhất nhau. Rồi khi đó chúng ta mới học đoạn 3. Chứ học mà học sai cái này xin lỗi. Đây có một cái từ gọi là kinh này, ngoài cái kinh Từ Bi ra người ta còn gọi là kinh hàng ma. Kinh hàng ma tức là mình hàng phục những cái sự sợ hãi của nội tâm. Và khi mà tâm mình định tĩnh thì mình mới chiến thắng được bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha, ôn lại hai câu này ha. Chúng ta đọc trước rồi mời quý vị. Karani yamathakusalena yantang santang badang afisamayasakko uchu chasuju chasuvacho chasamudu anatimani santosakko chasupalo chasapakicho chasalahukavuti santinriyo chanipakko chasapagapho kulesu ananugitho. Đọc lại nữa, lần nữa ha. Karani yamathakusale na yantang santang badang akhisamayasakko uchu chasuchu chasuvacho chasamudu anatimani santosakko chasuvalo chasapakicho chasalaukavuti santinriyo chanibako chasapagap hồ cú lệ su an an u vít thô. Rồi hai đoạn đọc hai lần. Rồi xin mời quý vị, đây là chúng ta ôn lại và sửa sai. À, sửa sai cái đoạn thứ nhất này, chữ mani ha, chứ không phải mani. Rồi sa tú xin mời sít mê ta. Rồi sít kim nhung tiếp tục đưa tay. Rồi sít thiền sister man, cái thiền vũ gần đó mà không chịu đưa tay hả? Rồi cũng được thôi, ba vị đi. Nam
mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn cô Thiện Vũ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Kim Nhung và cảm ơn tất cả quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ Bà Ngồi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Tự Duyên, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin đọc lại hai đoạn 1 và 2 của kinh Từ Bi. Karani yamatha kusale tăng san tăng ba đằng phi sam mekya sakko uchu yasu uchu yasu wacho chat samu du anati mani sang tuột sa cô chất số pha rô chất ba kích chô chất sàn lao ca vụt ti sang tình ri dô chất ni ba cô chất ba ga phô cú lệ số ananu gất thô ga ra ni ya ma tha cú sa lệ na dàn tăng san tăng ba đăng a phi sa mai ca sa cô u chù chất số u chù chất số wa chô chất Samu do anatimani sang tuốt sa cô cha su pha rô cha ba kích chô cha san la hô ca mút ti sang tình ri dô cha ni ba cô cha ba ga phô cu lê su ananu gích thô. Dạ con đã đọc xong, con xin nhường mic cho người kế tiếp. Con có chỗ nào sai sót thì xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh Trí Đức, kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Karaniyama thakusale na yan tang san tang ba đằng afisame cha sắc cô u chu cha su chu cha su wa chu cha samudu anatimani sang tu sa cô cha su pha rô cha áp ba ki chô cha san la hu ca vút ti san tin bồ cha ni bắc cô cha áp ba ga phô cu lê su a na nu ghi thô. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con xin mời đờ mê. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Nam Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin phép đọc hai đoạn câu trong bài kinh Tâm Từ. Karani yamatha kusale na yang tang sang tang ba dang apisametcha sakko uchu cha su uchu cha su wa chu cha samudhanati mani sang tu sa po cha su pa ro cha pa kit cho cha sang lau ka vut ti sang tin ri yo cha ni ba ko cha pa ga po ku le su an anu git tho. Dạ, cho con xin hỏi cái chỗ cái câu 2, đầu câu 2 đó là sang tu sa ko sang tu sa ko cha su pa ro. Dạ dạ con rõ rồi. Con xin đọc lại câu 2. Sang tut sa ko cha su pha ro cha áp ba kít cho cha sang lau ca vút ti sang tình ri dô cha ni ba ko cha áp ba gấp phô cu lê su a na nu gít thô. Dạ, con có sai chỗ nào xin sư và quý vị trong lớp sửa chữa dùm. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý hữu. Con xin đọc hai đoạn đầu của kinh Từ Bi. Karani yamathakusale na yang tang san tang padang avisamekcha sakko uchu cha suhu chu cha suwacho cha sa muru anati man.
ni sanh tuốt sa cô cha su pha rô cha áp pa kích chô cha sanh la hu ca vút ti sanh tin ri yô cha ni pa cô cha áp pa gáp phô cu lê su ananu gít thô. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ alo. Dạ alo. Alo. Alo alo. Alo. Dạ alo. Tâm Hương ơi, Tâm Hương alo, đạo tràng cho nghe tín hiệu, Tâm Hương không thấy, Tâm Hương có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe thì chạy ra đi rồi chạy vào. Màn hình của Tâm Hương không thấy. Dạ, đạo tràng, dạ, sư cũng cho tín hiệu mà Tâm Hương không nghe. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, mời vị kế tiếp ạ. À. Dạ, thấy Tâm Hương trở vào rồi, mời Tâm Hương. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ, bây giờ thì rất không thấy bài, dạ, có bài học rồi. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con cảm ơn Ngài đã cho biết âm thanh mà không biết âm thanh con ở đây rất trục trặc quá. Con xin đọc bài Karani số 1. Karani Yamatha Kusale Na Rang Tăng San Tăng Ba Đăng Api Samecha Sát cô u chu cha su u chu cha su wa cho cho cha samudu ana anatimani sang sang tusa cô cha su paro cha apa kiko cha san la kalahu kavuti muti san ti di yo cha ni pa cô cha apa ba gấp phô cu lê su a na nu nu ghi thô. À, con xin đọc lại lần nữa. Karani yamatha kusale na yang tang sang tang ba đăng api samme cha sat ko u chu cha su u chu cha su wa cho cha cha mu du anati mani san tu cha cô cha su pha rô cha apa kiko cha san la hu ca vút ti san tình đi yo cha ni pa cô cha apa gat pa gat po cô lê su an ana nu nít thô. Dạ, con đọc hai lần rồi thôi để con nhường lại cho vị khác đọc. Mà có gì mà sai con kính là nhờ Ngài sửa giùm con. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc bài hôm nay ạ. À. Karani yamat thakusale na yantang san tang badang afisamet chasakko uchu chasuhuchu chasuwacho chasamudu anatimani santusako chasufaro chaapakicho chasan lahukawuti santin riyo chanibako chaapagapho kule su anagugit ananugitho. Dạ con xin đọc một lần nữa. Karani yamat thakusala yantang santang badang afisamet chasakko uchu chasuhuchu chasuwacho chasamudu anatimani santsako chasufaro chaapakicho chasan lahukawuti santin riyo chanibako chaapagapho Kule su ananu githo. Dạ, con đã đọc xong. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã
Bốt bài sư và đàn chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Tự Đức, con xin đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính chào quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu này. Karandi yamathakusale na yam tang sam tang pat dang afisamet chasako uchu chasu uchu chasuwako chasamudun anatimani santusako chasufaro chaapakicho chasan lahukawuti sam tin kriyo chani pako cha apagapo kule su ananu kitho. Con xin đọc lại. Karani yamathakusale na yam tang san tang bát đằng afisamet chasak cô u trù cha su u trù cha su wa cô cha sa mu du anatima ni santusa cô cha su pha ro cha ap pa kit cho cha san la hu ca wut ti san tin ri yo cha ni pa cô cha ap pa gap pho cu le su ananu ít thô. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mất. Con có sai, xin đạo tràng sửa cho con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính đảnh lễ Đại Đức Tại Đức. Và con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Thúc Hạnh, cô tu nữ Tại Duyên. Và con kính chào toàn thể các chàng. Con xin đọc bài hai câu pháp cú của hai câu kinh Tử Bi. Karani ramathakusale naran tang san tang ba đằng afisamechasakko uchu chasu uchu chasu chuk chasu vak cho chat samu du an atin mani san tu sako chasu sufaro cha bakik cho chalat lahu ka vut ti san ti dari ro kanik bako cha bakak gap pho ka le su an nu ghi ghit thô. Con xin đọc lại một lần nữa. Karani ramathakusale naran tang san tang ba đằng afisamecha sakko uchu chasuhu chasu vacho chaksamu du an ati mani santusak sako chas sufaro cha apakik cho chas satlahu kavuti san dariro anipako cha ap bagap thofo kalu kules kule su anan ananu gipto. Dạ con có đọc sai, con xin Ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mất, con kính mời vị kế tiếp. Con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bắt bài. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài kinh này ạ. Con xin đọc hai lần. Karani yamathakusale na yantang samtang padang afisamek chasak
cô u chu cha su hu chu sa su wa cô chas. Dạ con xin sám hối ạ. Con xin đọc lại. Ca ca ni ya ma tha ku sa le na yam tang sam tang pa dang a phi sam na cha sa cô u chu cha su hu chu cha su wa cho cha sa mu du anati ma ni sam tu sa cô cha su pha lo cha ap pa ki cho cha sa la hu ka vu ti sam tin tri yo cha ni pa cô cha ap pa gap cô ku le su ananu vi tho ca ca ni ya ma tha ku sa le na yam tang sam tang pa dang a phi sam na cha sa cô u chu cha su hu chu cha su wa chu cha sa mu du anati ma ni sam tu sa cô cha su pha ro cha a pa ki chu cha sa la hu ka vu ti sam tin tri yo cha ni pa cô cha a pa ga pho le su anu vi tho. Dạ con có đọc sai, xin nhờ trí đức, nhờ sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ con xin xuống đức kinh. Cảm ơn đạo tràng, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, con xin kính lãnh lễ sư trí đức, con xin kính lễ chư tôn đức tăng ni, con xin kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng, con xin được đọc tiếp. Karani yamata kusale na yang tang sang tang badang apisamecha sakko uchu chasu uchu chasu vacho chasamuduanita ma. Dạ, con xin được đọc lại. Cha sa mu du anati ma ni sang tu sa ko cha su pha ro cha áp pa kít cho cha san la hu ca vô ti sang tình tri dô cha ni pa ko cha áp pa ga po ku lê su anu ngít thô. Dạ, con xin đọc lại một lần nữa. Karani yama thakusale na yang tang 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 padang abisame chasako uchu sasu chu chasu vacho chasamudu anati mani sang tuasako chasu paro chapakicho chasan lau kawati sang ting kriyo chanipako chapagapo cú lệ su ananu ghiết thô. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân sư, kính tri ân chị Nhật Quỳnh đã bót bài, kính tri ân đạo tràng. Dạ một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Và bây giờ để không mất thời gian, dạ bây giờ con xin đọc bài kinh từ bi. Bài chạy qua. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh. Karani yamata kusale na yan tang san tang ba dang apisame cha sakku uchu cha suhu chu cha suwacho cha samudu anamani san tu sắc cô cha su pha ro cha áp bắc kích cô cha san la hu ca pu ti san tần ri yo cha ni bắc cô cha áp ba ga po ku le su ananu git tho karani yamata ku sa le na yan tang san tang ba dang apisame cha sắc cô u chu cha su hu chu cha su wa chu cha sa mu du anati ma ni san tu sa cô cha su pa ro cha a pa ke chu cha san la hu ka vu ti san tin ri yo cha ni pa cô cha a pa ga po ku le su ananu git tho karani yamat takusale na yan tang san tang ba dang apisame cha sakko uchu cha suhu chu cha suwacho cha samudu anati mani san tu sakko cha supa ro cha apakicho
cho cha san la hu ca vu ti san tin ri yo cha ni ba cô cha a ba gap po cu le su an an nu git tho. Dạ con đã đọc xong. Dạ, có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của Tina. Dạ kính mời Tina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài và con quý sư và quý cô trưởng nữ và đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Khara ni yamat thakusa le na yang tang san tang pha tang afisame cha so ku u chu cha su hu chu cha su wa chu cha sam tu anati mani sam tu sa ku cha su pha u cha apaki cha sa la hu ta u ti san tin ti yo cha ni pa ku cha apaka po ku le su ananu ki tu kha la ni ya man tha ku sa le na yang tang san tang pa tang a phi sa me cha sa ku u chu cha su hu chu cha su wa chu cha sa mu tu anati ma ni san tu sa ku cha su pha u cha apaki cho cha sa la hun ka un tin ri yo cha ni pa ku cha apaka un pu ku le su anan kim tho. Dạ thưa con đã đọc xong, có sai xin ngài và đạo tràng sửa xin cho con kính mời luyện kế tiếp. Sa thú kính cảm ơn Sức Thina. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn chị Metta. Xin vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Thina. Dạ con xin được ôm câu 1 và câu 2 của Kinh Từ Bi. Karane yama thakusale na yanang san tang badang afisamat cha sat ko uchu cha suhu chu cha suwa cho cha samadu anatimane santo sako cha suharo cha apa kinh cho cha san la hukavua ti san tinh di yo cha ni bako cha apa gapo kule su ananugitho karane yama thakusale na yan tang sang ba đăng a phi sa ma cha sat ko u chu cha su hu chu cha su wa cho cha samadu anati mani santo sako cha su pha ro cha ap ba kịch cho cha san la hu ka vô ti san tinh di yo cha ni ba ko cha ap ba gặp ho ku lê su ananu git tho. Dạ con đã đọc hai lần, con có sai con cung kính ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con thành kính tri ân quý ngài và cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin phép được xuống mít ạ. Kính mời vị tiếp tục ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con không thấy bàn tay vị nào nữa, có lẽ chắc đạo tràng đã trả bài xong rồi. Con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Dạ một lần nữa con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng, bạch ngài. Ngài đâu mất tiêu rồi, con quăng mít cho bể luôn cho rồi. Ngày mai khỏi học, khỏi học pháp cú luôn nha quý vị. Dạ ngài đã mất tiêu rồi. Dạ trong khi ngài chưa có trở lại đạo tràng, con cung thỉnh đại đức tề đức. Dạ sư có trước máy không bạch sư? Nếu sư có trước máy, sư cho con một tín hiệu, sư có thể ôm hai câu kinh Từ Bi không bạch sư? Dạ con kính nhân bích đến sư. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính
Em bảo Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, con thành kính đến lễ thần tọa Chí Đức cùng Chí Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Từ Bi đoạn 1 và đoạn 2. Karani yamata kusale na yan tang san tang batang afisame cha sakko uchu cha suhuchu cha suwacho cha samudu anatimani santo sakko cha sufaro cha apakicho cha san lahukavuti san ting riyo cha nipako cha apagafo kule su ananugito. Karani yamata kusale na yan tang san tang badang afisame cha sakko uchu cha suhuchu cha suwacho cha samudu anatimani santu sakko cha sufaro cha apakicho cha san lahukavuti san tiriyo cha nipako cha apagafo kule su ananugito. Karani yamata kusale na yan tang san tang badang afisame cha sakko uchu cha suhuchu cha suwacho cha samudu anatimani santu sakko cha sufaro cha apakicho cha san lahukavuti san ting riyo cha nipako cha apagafo kule su ananugito. Dạ, xin mời người tiếp theo ạ. Dạ, sa thủ lành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tự Đức đã từ bi ông bài với chúng con. Dạ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Thiên Vũ. Dạ, Xích Kim, hình như đường nét Xích Kim hôm nay không ổn định. Nãy giờ Xích Kim không biết cô Kim trả bài chưa quý vị. Sao Nhật Quỳnh thấy chạy ra chạy vào hoài. Dạ, không biết cô tu nữ Phúc Hạnh có ôn bài chưa vậy ạ? Hạnh Kiểm nữa, Hạnh Kiểm ơi có ôn bài không? Hình như ngài không có trở lại máy rồi. Dạ, con kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh và mời Xích Hạnh Kiểm ạ. Trong khi ngài trời đợi ngài trở lại máy ạ. Dạ, cảm ơn chị Mách Ta cho biết được. Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh có trước máy không? Dạ, sư, à, cô có bận không cô? Cô có bận tay không? Cô có thể cầm mic được không? Xích Hạnh Kiểm ơi, Xích Hạnh Kiểm ông bài chưa? Dạ, xa thủ mời Hạnh Kiểm nha. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin trả bài kinh Tự Bi kinh đoạn 1 đoạn 2. Kadani yamatha kusale na yang tang sang tang ba dang akhisama cha sakko uchu cha suhu chu cha suwa chu cha samuda cha samudu anati timani santut sakko cha supadro cha appakit jo cha san lahukawut ti san tin ti yo cha ni ba ko cha apa ga pho ku le su ananu git tho. Vậy con đọc lại một lần nữa. Kadani yamatha kusale na yang tang sang tang ba dang aphisama cha sakko u chu cha su hu chu cha su wa chu cha samudu anatimani san tut sa ko cha su phat do cha ap ba kit jo cha san la hu ka wut ti san tin di jo cha ni ba ko cha ap ba ga pho ku le su ananu git tho. Dạ, con trả bài xong rồi, con xin chào mến lễ cho đạo tràng, xin mời người tiếp theo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính lễ Đại Đức Tự Đức, kính lễ cô tu nữ Tự Duyên. Kính chào đạo tràng ạ.
Cho nên xin đọc đoạn 1 và đoạn 2 và kính từ bi ạ. Karani yamatha kusale na yan tang san tang badang af phisame cha sakko uchu cha suhu chu cha suwa chu cha samudu anatimani san tut sakko cha subaro cha apakicho cha sa lahu kavuti san tindriyo cha nibako cha apagapho kule sua Nanugitho Karani Yamatha Kusale Na Yantang Santang Badang Afisame Chasakko Uchu Sahuchu Chasuvacho Chachasamudu Anatimani Santusakko Chasubaro Chapakicho Chasalahukavuti Santindriyo Chanibako Chapagapu Phổ Cú Lệ Su An An Nú Gít Thồ. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống bít ạ. Có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, con thành kính đánh lễ Ngài Trí Đức vừa quan năm và lại đạo tràng. Dạ, bây giờ Ngài có nghe được âm thanh con không bạch Ngài? Con xin thay mặt. Rồi, Ngài rớt ra nữa rồi, quý vị ơi. Đường nét chắc ở bên nó đang mưa lớn hay như thế nào? Này, Ngài rớt mấy lần luôn rồi. Dạ, cảm ơn chị Mata, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con thấy Ngài trở lại đạo tràng rồi. Con cung thỉnh Ngài ạ. Ngài có nghe được âm thanh con không bạch Ngài? Ngài nghe được âm thanh con à, con cung thỉnh Ngài cho con một tín hiệu để con dâng mít đến Ngài ạ. À. Đồng hồ con là 6 giờ 21 phút rồi. Dạ, sa thú con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Qua sau đoạn 2. Đoạn 1, đoạn 2 mà chỉ có đoạn 1, đoạn 2 thôi ha. À, đây là một bài kinh khó. Mà chính khó như vậy chúng ta mới ôn đi, à, ôn lại ha. À, và trong hai đoạn này à, thì chúng ta đã học, nhưng cũng có sách thế này, có sách thế kia ha. Rồi phải làm sao cho nó thống nhất. Chứ nếu mà học mà bây giờ chúng ta coi như à, không thống nhất với nhau thì coi như nó sẽ coi như đọc không giống ai hết à, cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên quý vị quan hệ ha, dù có học chậm hay nữa thì cái vấn đề phải chính xác. Chứ không người ta đọc một đường, mình đọc một nẻo thì coi như khổ đế ha. Rồi, và sự hiểu biết của Ngài Giác Giới à, chúng tôi tôn trọng như là một vị thầy. Cho nên khi mà cô Tự Duyên mà đưa bài vở qua, chúng tôi cũng có nghiên cứu và cũng thấy sách này, sách kia à, không thống nhất với nhau. Nhưng mà được Ngài hướng dẫn, được Ngài chỉ vẽ như vậy, chắc là Ngài cũng quan tâm đến cái rung của chúng ta rất là nhiều à, thì à, chúng ta nên thấy cái gì đúng thì chúng ta phải thực thi, nhất là những cái lời Phật dạy. Mà bài kinh này thì Đức Phật Ngài đã dạy cho 500 vị tỳ khưu ha, khi vào trong rừng à, và xin hỏi quý vị à, trong rừng á, trong rừng mới có ma, có thọ thần, có những vị chư thiên nhát như vậy. Rồi ở trong chùa có không? Quý vị thấy ở trong chùa có ma không? Có à? À, như vậy là Thích Nhật Quỳnh gặp rồi ha. À, ma với Thích Nhật Quỳnh gặp có đẹp trai không?
hay là thấy cái là dễ sợ rồi bỏ chạy. Có nhiều ma mà người ta có, ví dụ như liêu trai chí dị á, quý vị thấy những cái ma đó mà làm cho người ta mê mẩn luôn, mà sống chung với ma. Còn ở chùa thì chắc chắn là ma ở chùa đẹp hơn này gì nữa. Cho nên Sĩ Ca Nhật Quỳnh mới gặp như vậy không sợ. Không thấy ma, nghĩ là có. Tại sao mà nghĩ? Có thật cái chứ, người ta nói là Phật cao một thước thì ma cao cả trượng. Đâu có Phật thì đâu có ma. Mà ma ở chùa dữ hơn là ma bên ngoài. Tại sao dữ? Bởi vì quý vị biết rằng khi mà chúng ta học võ, khi mà học chưa có cái thuần thục thì ngứa tay ngứa chân, muốn thử tay nghề. Còn khi mà học võ mà đã là một cái vị một võ sư, một cái người mà có nhà ăn chay ngồi trước rồi thì họ rất là hiền. Gặp cô các đảng mà đưa tay múa chân là mấy võ sư này bỏ chạy. Mặc dù chỉ cần ra một chiêu là có nghĩa nằm gục à, nhưng mà mấy ổng bỏ chạy là vì cái vấn đề khiêm nhường, khiêm tốn. Mà mấy cái cá này mình đánh nó thì mình có vinh dự gì hả? Cho nên mấy ổng tu cái hành nhẫn nại khiêm cung. Còn vô trong chùa ma nhiều lắm, những cái vị hộ pháp á, những cái vị chư thiên, những người tới chùa bị thử, dù đó là những ông sư, những ông sư tới chùa vẫn bị thử như thường. Trước khi ngủ mình không biết điều, mình tới chùa mình không cung kính, không lễ Phật, không cung kính trụ trì, nghe là tới cái coi như là chùa mà muốn làm gì thì làm, xin lỗi, họ có trách nhiệm, họ coi cái pháp môn của mình tu như thế nào đúng hay sai, họ biết rất là rõ, bởi vì mình suy nghĩ họ đã biết, cái tâm địa mình như thế nào họ biết hết, rồi buổi tối không, buổi chiều không lên tụng kinh, buổi khuya không lên tụng kinh, gõ cửa, chuyện nó có nhưng mà không. Chính thời gian trước ngài vô hại ở tại đây, ngài là hòa thượng á, vậy mà coi 4 giờ gõ cửa nghe tiếng rõ ràng, sao không về tụng kinh, nói một câu mà mình nghĩ là trịch thượng ha, đối hòa thượng mà cũng có vẻ mà coi như nói trọng trọng, sao không về tụng kinh, nghe cục cọp 3 tiếng rõ ràng. Chú ý, mình dễ vui bị nhắc nhở. Họ hộ pháp tức là họ khích lệ cho mình. Trong thiệt sự thì ở trong chùa ma nhiều hơn là ở ngoài. Mà ma trong chùa là ma họ khích lệ sách tấn cho mình, chứ không phải là họ làm cho mình sợ. Mình sợ chẳng qua là mình bê bối, mình có cái tật giật mình, tâm lo sợ đó nó ám ảnh. Mà con ma bên trong là phiền não, con ma bên ngoài là những vị hộ pháp, họ rất thương mình, họ khích lệ cho mình, chứ không phải là họ tức là thuộc lét cầm chân ngoại giật, hoặc là họ hiện này hiện kia để mình sợ đâu. Không có, mình làm gì dễ vui quên mình họ nhắc, nghe tiếng nói rõ ràng chứ không phải không. Mình sống quen với họ rồi thì mình thấy, ví dụ đi ngang qua một chỗ nào ở trong chùa, mình biết là chỗ này có ông này lớn này, chỗ kia cái bà dây ác này, mình có thể cảm nhận được cái từ trường mà hiền thiện, hay là coi như có cái vấn đề mà coi như là hung dữ đó. Là quý vị đi vào cái nhà vệ sinh thì quý vị cảm nhận một cái sự coi như rùng mình, nhưng mà có cái bạn hơi tanh tưởi,
Còn quý vị đi ngang qua gốc Bồ Đề hoặc là những cái bảo tháp mà thờ Xá Lợi, quý vị cũng rung mình vậy, nhưng mà sự cảm nhận của quý vị rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Và mình tới đó mình cảm thấy rằng có ở đây có mấy ông á, nhưng mà mấy ông này hiền này, còn mấy ông ở nhà vệ sinh nó mang dữ lắm. Mình vô đó mình run, mình khớp làm việc cho lẹ để mà chạy. Còn tới mấy cái gốc Bồ Đề trong đêm thanh vắng, quý vị cảm thấy có một cái từ trường làm cho con người mình nhẹ nhàng. Vậy thì cái bài kinh Karani này là một bài kinh để mình tiếp cận với họ trong cái vấn đề mà thần giao cách cảm, để cho mình với họ gần nhau và mình cảm thấy một cái sự hòa nhập, tức là mình không sợ họ, mình cảm thấy mình với họ rất là thân thiết. Bởi vì sao? Đó là những ân nhân, đó là những bậc hữu ân, đó là những cái người mà thân quen với mình, họ theo họ giúp mình, nhưng mình sợ họ cái gì? Cho nên bài kinh này rất là khó, mà quý vị đọc tôi trải như thế này là tuyệt vời. Cho nên cố gắng, chúng ta học để làm gì? Để thấy được chính con ma ở trong tâm của mình. Con ma nó nằm bên trong của mình. Mà quý vị học được cái bài này, quý vị cảm thấy tự tin hơn và không sợ ma. Cố gắng ha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đoạn thứ 3 vào tuần sau. Thời gian sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng kết thúc rồi. Xin đọc lại 3 lần và kết thúc buổi sinh hoạt ha. Karani yamat thakusa le na yan tang san tang badang apisame jasakko Uchu jasu uchu jasu vacho jasamudu anati mani santosakko cha su pa ro cha ap ba ti cho cha sa la hu ka vo ti san tin ri yo cha ni ba ko cha ap ba ga po ku le su ananu vi tho ka ra ni ya ma ta ku sa le na yan tang san tang ba dang a pi sa me cha sa ko Uchu jasu uchu jasu vacho jasamuru anati mani santosako jasu varo japakicho jasan lahu kavoti santin riyo janibako japarapho kulesu ananu vitho. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc buổi sinh hoạt ở tại đây. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan nghĩ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên khi toàn giác độc giác và sinh văn chính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo năm cũng được an lành tịnh lạc. Y đăng vô nhà tì năng hồ chú sư phí ta hồn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Xin mời sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ. Bi đúc khang so cap mari đề quan
na su ba ya sa mi du kha tham bi ye hi sam ba yo go bi du kho bi ye hi vi ba yo go bi du kho yang bi chang na la pa ti tham bi du khang sang khi te na ban chu ba da na khan tha du kha ca tam man cha pi kha we du khang ariya sa chang cha ti bi du kha cha ra bi du kha mara nang bi du khang so ka pa ri de wa du ka do ma na su ba ya sa bi du kha am bi ye hi sam ba yo go bi du kho bi ye hi vi ba yo go bi đúc khổ dằn biết chẳng na la pa ti tằng bi đúc khăn sằng khiết tề na bành chú ba đa na khăn tha đúng khà ca tam mạnh cha phiên ca huệ đúng khăn ariya sang chẳng cha ti bi đúc khà cha ra bi đúc khà ma ra năng